Trung Quốc sinh con để bán lãi hơn nuôi lợn. Gần đây, tài khoản Triệu Lan Kiện đã đăng một nội dung với tiêu đề khá sốc lên mạng xã hội X, đó là Vân Nam sinh con rồi bán, còn lãi hơn nuôi lợn. Bên dưới là bức ảnh với nội dung có một số người phụ nữ liên tục bán cốt nhục của mình để kiếm sống. Một phụ nữ 23 tuổi đã bán hai đứa con ruột của mình cho biết: ngày xưa chúng tôi nuôi lợn kiếm tiền, nhưng nuôi một con phải mất một năm, thức ăn rất tốn kém. Thế nhưng giờ đây, chỉ mất 9 tháng 10 ngày để sinh một đứa trẻ là chẳng tốn xu nào. Điều này nghe khá hãi hùng, không khác gì trong các bộ phim kinh dị. Thế nhưng đây lại là sự thật, một sự thật tàn nhẫn. Trước đó, vụ việc một cặp vợ chồng ở Vân Nam bán 4 đứa con của mình trong 6 năm và kiếm được 91.000 nhân dân tệ cũng gây sốc dư luận. Sự việc bắt đầu khi ông Dương và vợ là bà Hầu tình cờ biết được giá trẻ em hiện nay rất cao, vì họ không thể bắt cóc trẻ em và bán như nhiều người khác, nên muốn kiếm tiền thì họ chỉ có thể tự sinh. Và thế là họ điên cuồng bắt đầu kế hoạch sinh con để bán. Năm 2013, cô vợ sinh con trai đầu lòng, năm đó cô mới 28 tuổi. Ngay sau khi sinh, họ đã bán cậu bé với giá 23.000 nhân dân tệ. Bị tiền làm mờ mắt, cả hai lại tăng tốc mang thai. Năm 2014, cô vợ sinh thêm một bé trai, lần này họ cũng bán với giá 23.000 nhân dân tệ. Trong vòng 2 năm từ năm 2015 đến 2017, cô vợ lại sinh thêm hai bé gái và dùng cùng phương pháp để bán cả hai bé gái xấu số này. Chỉ trong 6 năm, cặp đôi đã kiếm được 91.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 300 triệu đồng. Họ cho rằng chuyện này không ai để ý và họ âm thầm phát tài. Thế nhưng người ta có câu, nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Năm 2022, vợ chồng ông Dương đã bị một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến vạch trần trong phiên xử vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em. Điều khiến thẩm phán sốc nhất là thủ phạm bán những đứa trẻ lại chính là cha mẹ ruột của chúng. Tin tức này đã gây chấn động, tòa án kết án bà Hầu 10 năm tù, phạt bà 30.000 nhân dân tệ và tịch thu toàn bộ số tiền bất hợp pháp của họ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp sinh con để bán kiếm tiền ở Trung Quốc. Thậm chí hiện tượng này còn lan sang cả nước lân cận như Việt Nam. Năm 2020, công an đã phát hiện một nhóm chuyên đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán thai nhi với giá hơn 300 triệu đồng. Nhân sĩ Lý Nghi Minh nhận định rằng, người dân Trung Quốc ngày nay đã bị hủy hoại bởi cuộc tẩy não vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với nhiều người, chỉ cần có tiền, họ có thể làm bất cứ điều gì. Nếu một người vẫn còn niềm tin vào thần, thì dù nghèo khó đến đâu, họ cũng sẽ không làm ra những chuyện như buôn người được.